Hello, xin chào tất cả các bác. Chào mừng các bác đến với kênh video cây xanh của em. Hôm nay lại là một cái video mới muốn giới thiệu đến tất cả các bác những cái cây văn phòng hoặc là những cái cây trồng ngoài trời hiện đang có ở bên nhà vườn của bên em. Thì như em nói ở các video trước ấy, thì trong quá trình mà em quay video ấy, mà các bác nào mà thích những cái cây nào thì các bác có thể để lại những cái lời comment ở phía dưới video này, thì em sẽ tư vấn cho các bác và về giá cả và về cái điều kiện sống của cái cây đó, xem nó có thích hợp với cái môi trường trong văn phòng của các bác không, cũng giống như là cái môi trường sân vườn của các bác không. Để thì có các bác mua về và nó trồng, khi trồng xuống cái cây nó sinh trưởng và phát triển tốt. Đầu tiên muốn giới thiệu đến các bác đó là cái cây, một cái cây rất là quen thuộc với Việt Nam của chúng ta, nhưng mà nó lại là có giá trị cao hơn rất nhiều, đó chính là cây hoa giấy cẩm thạch. Hoa giấy thường thì có lá màu xanh, còn hoa giấy cẩm thạch thì nó sẽ có hoa giấy màu giống như màu xanh, nhưng mà có pha một chút màu bạc bạc ngả vàng ấy. Thì các bác cùng theo dõi video này với em nhé. Thì đây, thì trước mặt các bác đây hiện đang là hai cây hoa giấy cẩm thạch. Đây, hoa giấy cẩm thạch thì khác gì với hoa giấy Việt Nam, thì gần như là cái thân thì nó giống nhau, còn cái lá của nó thì như các bác thấy đấy, rất là khác. Đó là màu màu xanh, còn ở rìa lá thì có màu vàng, màu cũng không phải vàng lắm, hơi ngả ngả trắng vàng gì đấy. Đây còn hoa giấy của Việt Nam chúng ta đây, hoa giấy của Việt Nam chúng ta đây thì có lá màu xanh và hoa màu đỏ, còn cẩm thạch thì khác như thế. Thì cái hoa giấy cẩm thạch này thì có giá cao hơn rất là nhiều so với cái hoa giá bên này, giá cao rất là nhiều. Thì giá cao hơn nhiều thì chắc chắn là cái hoa nó sẽ đẹp hơn so với cái hoa giấy thường của chúng ta. Thì cái cây này thì nó sống ở cái môi trường như thế nào, thì tất cả mọi cây có hoa thì các bác phải trồng ở những cái môi trường mà có nắng, nắng càng lớn càng tốt. Và khi các bác muốn cây hoa giấy nở hoa thì các bác đừng có tưới, và các bác hạn chế ít khi tưới. Đến lúc nào mà cây mà gần như héo hết rồi các bác muốn nở hoa thì lúc đấy các bác tưới vào, thì lúc đấy thì nó sẽ ép và cho nên nở hoa rất là đẹp. Còn nếu mà về mùa mưa mà trời mưa suốt thì gần như là hoa giấy sẽ cực kỳ là ít nở hoa. Các bác lưu ý cho em, thứ nhất là hạn chế tưới để cây hoa giấy nở hoa. Với là về cái điều kiện gọi là trồng cây hoa giấy này, trồng ở đâu á, thì em có một cái kinh nghiệm thế này này, các cái cây mà nó có gai hoặc là nó có cái gọi là sắc nhọn đấy thì các bác không nên trồng ở trong nhà, bởi vì nó sẽ hao tài lộc của chúng ta. Còn các cái cây mà còn những cái cây mà có gai ấy, thì các bác nên trồng ở các cái cổng ra vào, cổng nhà của mình ấy, cổng mà cái cửa ra đường đấy, cổng đấy, thì các bác nên trồng ở đấy, thì nó giống như là có tác dụng là xua đuổi những cái xấu, xua đuổi những cái tà ma, thì có gai góc thì xua đuổi cái đấy. Còn tuyệt đối là những cái cây có gai thì các bác đừng có nên trồng ở trong nhà mình nhé, thì rất là xui xẻo. Quay cho các bác thấy rõ hơn về hai cái cây hoa giấy cẩm thạch của bên em. Thì hoa giấy cẩm thạch thì bên em ở ngoài cổng này thì chỉ có lấy hai cây ra làm mẫu cho khách xem thôi, còn khi nào mà khách mà lấy số lượng lớn thì bên em sẽ dẫn vào ở khu vực trong kia, và khu trong kia thì bên em để cây rất là nhiều. Thường thường thì những cái gia đình mà khá giả thì người ta mới trồng những cái cây hoa giấy cẩm thạch thôi, bởi vì cái giá của nó rất là cao, không phải rẻ như một số. Còn mà nếu mà chúng ta muốn rẻ tiền thì chúng ta nên chọn cây hoa giấy thường. Hoa giấy thường thì có rất là nhiều màu các bác nhé. Hoa giấy thường rất là nhiều màu, màu đỏ này, màu trắng này, và cả màu nhạt nhạt, màu giống như màu hồng ấy, đại loại như thế. Thôi, video đến đây thôi, giới thiệu cho các bác cách phân biệt hai cây hoa giấy, đó là hoa giấy thường, hoa giấy và hoa giấy cẩm thạch. Còn bác nào có nhu cầu thì liên hệ với em nhé. Và các bác nhớ đăng ký kênh của em.